What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em đi đập hộp một chiếc bàn phím cơ mới về bên Boss Gear khá là hay. Đây là chiếc bàn phím K24 đến từ hãng Motospeed. Và chúng ta sẽ cùng xem thử con bàn phím này có cái gì đặc biệt nhé. Let's go! Về cái cách đóng hộp của em này thì nó sẽ có phông chủ đạo là màu đỏ và màu đen, nhìn khá là hay. Chính giữa hộp thì chúng ta sẽ thấy nó in hình chiếc bàn phím ở đây. Ngoài ra thì nó sẽ còn một số các cái thông tin của con bàn phím này nữa. Ở xung quanh mở hộp cái đó thì cũng không quan trọng lắm. Chúng ta sẽ cùng mở hộp luôn. Rồi, ở trong này chúng ta sẽ thấy có một cái đệm mút khá là dày. Ở giữa là chiếc bàn phím của chúng ta. Đó. Chiếc bàn phím thì sẽ được bọc ở trong một cái lớp xốp. Đây là có cái sách hướng dẫn sử dụng. Cái này thì nó có rất là nhiều thứ. Nếu mà các bạn chưa biết sử dụng thì tốt nhất chúng ta cũng cứ nên đọc qua để hiểu rõ hơn. Và cái tem bảo hành, cái này nó chỉ có tác dụng ở Trung Quốc thôi. Ok, quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây là một chiếc bàn phím cơ Numbat. Đấy, như các bạn đã thấy thì đây chỉ là gồm những bàn phím số thôi. Những phím cơ bản như là phím 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 hoặc là Numbat, cộng trừ, nhân, chia, Enter thì là đây. Và chúng ta sẽ có thêm một số hàng phím phụ nữa được cộng thêm, ví dụ như là SC, nút Tab và nút lùi và nút xóa đây, nút lùi hoặc nút xóa đấy. Và có cả nút FN nữa, nút này là dùng để chỉnh LED và chỉnh các cái chế độ của bàn phím, tí nữa mình sẽ nói sau. Xét về tổng thể thì chúng ta sẽ thấy nó rất là đơn giản, không có gì đặc biệt, một cái thiết kế kiểu như là switch chìm như thế này. Đó, nó sẽ giấu cái chân switch đi. Tuy nhiên thì switch của nó vẫn chưa được chìm lắm. Chúng ta sẽ có một thiết kế bằng nhựa vuông vức. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái hàng nhựa màu trắng để cho LED chạy qua. Ở phía mặt sau thì chúng ta sẽ nhìn thấy là có cái tem của nhà sản xuất, logo Motospeed. Đó, sẽ có một cái chân gạt nên như thế này. Đấy. Chân gạt này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ có luôn cả cái cao su ở đây luôn. Rất là tốt. Ngoài ra thì nếu chúng ta không gạt thì chúng ta cũng có bốn cái chân cao su ở bốn bên như thế này. Bám dính rất là tốt luôn. Khi mà chúng ta gạt lên để xuống thì chúng ta sẽ thấy có một cái độ cao rất là cao so với lại những cái bàn phím bình thường, cao hơn nhiều so với lại những cái bàn phím thông dụng luôn nhé. Có lẽ là do nó là bàn phím cơ Numbat cho nên là khi mình để cao như này thì nó sẽ rất là dễ dàng cho việc nhìn thấy số và tính toán, nó sẽ thuận tay hơn rất là nhiều. Thể loại Numbat rời như thế này thì rất là nhiều hãng làm và cũng như có rất là nhiều trên thị trường. Tuy nhiên, để mà rời mà sử dụng phím cơ thì lại rất là ít và thường là rất là đắt đỏ. Mình sẽ gỡ cho các bạn xem một cái switch của em này. Em này hiện tại đang sử dụng đó là Blue Switch của thằng Otemu. Cái switch này thì nó sẽ được bọc hình vuông xung quanh như thế này. Nó để chống bụi cũng như là nó sẽ giúp cho cái switch chắc chắn hơn. Sẽ không bị lung lay mà khi mà bấm. Còn switch Otemu thì các bạn biết rồi đấy, nó sẽ có cái cảm giác gõ khá là đanh. Ngoài ra về cái keycap của em này thì chúng ta nhìn thấy đây là sử dụng keycap ABS double shot và cái độ dày của nó cũng không được tốt lắm. Chúng ta sẽ đi qua một chút về cái phần dây cáp. Dây cáp thì chúng ta sẽ thấy đó là dây cáp bình thường nhựa thôi. Tuy nhiên thì nó vẫn trang bị cho chúng ta một cái dây để quấn để chống rối cũng như là cái độ dày của keycap khá là tốt. Dây cáp của con này trông vậy chứ mà dày hơn những cái con bàn phím cơ mà sử dụng dây cáp nhựa bình thường luôn. Đầu thì sẽ là đầu USB, tuy nhiên nó vẫn sẽ không có mạ vàng. Rồi chúng ta sẽ đi sang đến một cái phần phải nói là rất là nổi bật. Một cái ưu điểm mà không thể bỏ qua của em này. Đó chính là cái hệ thống đèn LED. Rồi chúng ta sẽ thử tắt điện đi và cắm LED cho em này nhé. Ok, như vậy là mình đã tắt bớt đèn ở trong phòng rồi. Chúng ta đã nhìn thấy hệ thống đèn LED của con bàn phím này là LED RGB. Với một chiếc Numbat mà hỗ trợ đèn LED RGB mượt mà như thế này thì phải nói là cực kỳ hiếm trong cái phân khúc này luôn. Thực sự là mình chưa thấy con nào, ngoài những cái con cực kỳ đắt tiền của những hãng lớn thì không nói làm gì. Chúng ta vẫn có thể điều khiển được LED em này thông qua bằng thủ công, cái nút trên này hoặc là dùng phần mềm. Nếu mà muốn dùng thủ công thì các bạn ấn FN cộng với lại M3, tức là nút xóa ở đây để mình đổi chế độ LED. Ví dụ như chế độ này mà sẽ là bấm nút nào sang nút đó này, hoặc là chúng ta có thể bấm tỏa màu là như thế này và mỗi lần bấm thì nó sẽ đổi một màu khá là đẹp. Chúng ta cũng có thể cho chế độ đó là bấm theo kiểu tỏa theo hình chữ thập đó, bấm này sẽ tỏa ra hai bên cực kỳ đẹp luôn. Đây là chế độ Breathing, tức là chế độ này sẽ giúp cho chúng ta có thể
là đổi màu toàn bộ bàn phím dần dần, và chúng ta tăng giảm độ sáng bằng cách Fn cộng dấu trừ hoặc là dấu cộng để tăng giảm độ sáng này ví dụ. Rồi chúng ta sẽ sang chế độ tiếp theo là bấm nó tỏa ra như thế này đó, rất là đẹp. Hoặc là chớp tắt đó. Hoặc là chế độ chạy ngẫu nhiên. Cái chế độ chạy ngẫu nhiên này nó sẽ khá là hay, nếu chúng ta muốn đổi sang một màu thì chúng ta cũng có thể ấn Fn cộng với súng dấu nhân hay là M4 thì nó sẽ đổi sang một màu đó, khá là đẹp. Trở lại thành RGB, đây là chế độ kiểu mưa rơi và chúng ta cũng có thể để nó sáng một màu được đây. Chế độ chuyển màu liên tục neon đấy, đây là chế độ radar và nó cũng sẽ tự động đổi màu luôn, và nếu như mà chúng ta muốn đổi thì chúng ta cũng có thể ấn Fn M4 để nó đổi nhanh hơn. Đây là chế độ cuối cùng là tắt led thôi. À, chế độ này là chế độ mưa rơi đấy, các bạn lâu lâu sẽ thấy có một vài đèn led nó sẽ chạy từ trên xuống dưới khá là hay, vừa nhanh vừa chậm, rất là ngẫu nhiên giống như là mưa rơi vậy. Rồi chúng ta sẽ quay lại chế độ ban đầu, đó là chế độ cầu vồng, tức là chạy rainbow. À, về chế độ này thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh hướng lên hoặc là hướng xuống bằng phần mềm, nó rất là dễ dàng. Còn một cái điều đặc biệt nữa để của em này đó chính là cái hệ thống đèn led viền nữa. Em này ngoài cái đèn led RGB phía trên mặt phím thì chúng ta còn được bonus thêm một cái hệ thống đèn led viền khá là đẹp ở đây. À, mặc định thì chúng ta sẽ thấy đó là hệ thống đèn led chạy rainbow như thế này, cực kỳ đẹp luôn. Chỉ có những cái con bàn phím mình thấy ở trên cái hệ thống custom thì nó mới hỗ trợ mấy cái đèn led viền đẹp như thế này. Và đặc biệt trên Numpad thì càng hiếm đấy. Và để chỉnh cái đèn led viền này thì chúng ta sẽ ấn Fn cộng với lại cái nút tab ở đây đó, để đổi sang một cái chế độ khác. Chúng ta sẽ có chế độ chạy rainbow như thế này hoặc là chế độ sáng im. Nếu mà muốn đổi màu thì chúng ta ấn Fn cộng với lại nút chia đây đó, chúng ta có thể đổi sang một trong những 7 màu ở đây, hoặc là các bạn có thể dùng phần mềm nhé. Đây là chế độ chớp tắt và tự động đổi màu này đó. Hoặc là chế độ neon, tức là đổi màu liên tục, hoặc là tắt led đó. Cái này chúng ta cũng có thể tùy chỉnh được trực tiếp ở trên phần mềm, khá là hay. Phần mềm sẽ hỗ trợ cho chúng ta chỉnh led luôn, à, cả led trên này và cả led ở viền nữa, cực kỳ hay luôn. Ok, như vậy là chúng ta đã vừa đi qua hệ thống đèn led của em này, à, rất là ngon đúng không? À, bây giờ chúng ta sẽ xem một cái phần cũng không kém quan trọng, đó là cái cảm giác gõ. Và tất nhiên đây là blue thì sẽ có tiếng clicky, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nghe nhé. Đấy, sau khi nghe cái tiếng gõ của em này thì các bạn nghĩ như thế nào? À, theo mình thấy thì tuy nó sử dụng Optimum, một cái switch khá là tàu, à, nhưng mà cái độ nảy của nó khá là ngon và đồng thời cái tiếng của nó không có quá đanh. À, các cái nút dài của nó thì cực kỳ là chắc chắn luôn, chứ nó không có lọc sọc như những cái nút dài của những cái bàn phím sử dụng switch Optimum tàu khác. Ngoài lên một chút thì con này đang sử dụng một cái bảng mặt là cực kỳ ngon luôn, và nếu như mà các bạn thích vọc vặt thì các bạn cũng có thể lấy con này về mình móc lại switch, móc lại step thì nó sẽ vô cùng là ngon. Mình đã thử rồi và rất là tuyệt vời. À, ngoài ra thì chúng ta sẽ có bonus thêm một cái hàng trên này thì chúng ta có thể gắn các artisan vào đây thì nó rất là đẹp và cũng là vừa là một cái vật trang trí luôn. Thằng Moto Switch này nó còn ưu ái cho chúng ta thêm một cái nữa, đó là cái phần mềm. Về cái phần mềm của em này chúng ta có thể hiệu chỉnh được tất cả các nút ở đây. Ngoài ra còn có thể chỉnh led này, chỉnh macro, chỉnh led viền, vân vân và vân vân. Phải nói là rất là tuyệt vời cho thằng Moto Switch. Rồi như vậy chúng ta sẽ sang cái phần tổng kết. À, và với cái giá chưa đến 500 ngàn thì chúng ta sẽ có gì? Một chiếc bàn phím cơ Numpad nhỏ gọn như thế này. Chúng ta sẽ có hệ thống đèn led RGB cực kỳ đẹp, hệ thống đèn led viền và cả hệ thống đèn led ở phía trên phím nữa. À, chúng ta có một cái hệ thống macro cũng như là phần mềm chỉnh nút vân vân. À, ngoài ra thì đây là một con bàn phím cơ mà có thể. Ngoài ra thì điểm yếu của em này có lẽ là mình thấy có cái phần đó là phần keycap, dây cáp của nó sẽ là dây cáp liền chứ không phải là dây cáp rời, à, chuẩn Type-C những con trước.
cái build của nó thì cũng cực kỳ chắc chắn rồi, chứ không có gì phải phàn nàn hết. Nếu như mà có một cái phàn nàn nữa thì có lẽ là đến từ cái dòng switch của em này thì không được ngon lắm. Tuy nhiên với tầm giá này thì chúng ta không thể đòi hỏi có switch nào ngon hơn. Và những con bàn phím như thế này không phải phù hợp cho tất cả mọi người, mà nó chỉ phù hợp cho những ai mà đang sở hữu những cái con bàn phím nhỏ gọn và dạng như 60%. Tuy nhiên về phần công việc thì vẫn phải tìm kiếm một em numpad để mà gõ kèm. Thì có lẽ đây là một cái sự lựa chọn cực kỳ ngon trong cái tầm giá đó rồi. Như vậy là mình đã vừa đi review xong em bàn phím K24, một bàn phím numpad cơ RGB đến từ thằng Motosmith. Các bạn thấy sao về chiếc bàn phím này? Hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu bạn thấy hay thì hãy nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ Bát Gear nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.